Các bạn có vẻ như đang sôi sục về thương mại điện tử, rất háo hức về nó quá hồng. Rất nhiều người thắc mắc là tại sao hồi sinh viên mày đã kiếm được 100 triệu rồi. Thương mại điện tử có vẻ nhìn đâu thấy lãi, đâu thấy tiền, đâu thấy thành công. Quan trọng là anh đủ hiểu về thị trường. Đấy là lúc mà bạn kiếm tiền. Việc học đại học nó cần thiết hay không? Những cái người bỏ học là tôi không thích, tôi bỏ. Tôi không thích làm, tôi không làm. Không làm được sao? Bạn phải lì để trôi qua được những cái khúc sóng gió đó. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Video này là tiếp nối phần 2, nói về cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực AI của các tập đoàn công nghệ, thuộc bài viết AI, trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để thao túng hành vi của con người ngày nay như thế nào, của tác giả Đức Nhân. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, mời các bạn cùng lắng nghe phần 3, viễn cảnh AI thao túng nhân loại liệu có xảy ra. Đối tượng người dùng đang bị trí tuệ nhân tạo dẫn dắt hành vi. Trong lịch sử thì sự toàn trị trong tư tưởng và chính trị trên khắp thế giới chưa bao giờ đạt được, dù đã từng xuất hiện những thể chất hùng mạnh và tàn bạo. Thế giới vật lý đang tận hưởng quãng thời gian hòa bình và ổn định, lâu dài cùng sự ảnh hưởng của dân chủ và tự do hơn bao giờ hết. Nhưng những điều này dường như không tồn tại trên không gian mạng, khi hàng tỷ người dùng đã và đang trở nên giống nhau và thuần phục một sức mạnh đến từ việc trải nghiệm nội dung. Tất nhiên trong vương quốc của trải nghiệm trên Internet thì nó cũng có những thần dân trung thành của mình. Đó là những người sinh ra sau năm 2000 hoặc trẻ hơn nữa, những đối tượng tiềm năng, là các thế hệ khi sinh ra đã biết tới Internet và smartphone, đồng thời đã được trải nghiệm từ rất sớm. Đây chính là lớp người dùng mà các nền tảng công nghệ đang ra sức cạnh tranh nhau mời chào họ trải nghiệm. Người dùng càng trẻ thì họ càng dành nhiều thời gian để đắm chìm trong những trải nghiệm giải trí đã được tăng cường với sự trợ giúp của AI. Và cũng chính lớp người dùng này sẽ là những nhân tố thúc đẩy sự lan tỏa và phổ biến của các ứng dụng gây nghiện như TikTok hay Instagram. Đó là sự khác biệt rất quan trọng khi người dùng không chỉ trải nghiệm bằng sự thụ động, mà còn chia sẻ gây ảnh hưởng đến bạn bè, cộng đồng xung quanh mình. Ở Việt Nam, từ trong những phòng ăn cho tới các quán cà phê có không ít những đứa trẻ giờ được cha mẹ dỗ dành. Bản thân họ cũng là đối tượng trải nghiệm những nền tảng gây nghiện bằng thời gian chơi game hay xem YouTube trên iPad. Việc đồng nhất trí thông minh của trẻ con dưới 3 tuổi khi trải nghiệm thiết bị công nghệ là không đúng. Từ thiết bị phần cứng cho đến những phần mềm các trẻ nhỏ này sử dụng thành thạo khiến người lớn phải ồ lên khen ngợi, thực chất đã được tối ưu trải nghiệm đến mức dễ dàng nhất để cả những người 80 tuổi cũng có thể nhanh chóng sử dụng thành thạo. Và cũng có rất nhiều những thiếu niên đang được gia đình áp dụng quy chế thưởng phạt bằng việc được cầm smartphone để giải trí sau những buổi học căng thẳng. Vì thế, những thế hệ trẻ và rất trẻ này coi việc trải nghiệm các nền tảng và thành công trong cuộc sống được đo đếm bằng những phần thưởng trên mạng là điều đương nhiên. Chính TikTok hay Instagram là những nền tảng thu hút rất nhiều người trẻ tuổi và sử dụng nhiều nhất. Giống như 20 hay 10 năm trước, khi những thế hệ đã coi Google, Yahoo rồi Facebook là những nền tảng không thể thiếu. Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn ở đây là những thế hệ sinh trong thập niên 80 và 90 ít nhiều đều đã được tận hưởng một không gian và khoảng thời gian thiếu vắng Internet. Trong thế giới đó, họ có thể tìm kiếm những trò chơi và lựa chọn giải trí đích thực như thể thao, đọc sách, tham gia các trò chơi trí tuệ như chơi cờ hay đối chữ với những con người thật, chứ không phải qua mạng. Cũng có rất nhiều trong thế hệ người dùng này cũng đang bị các nền tảng đã được AI tăng cường trải nghiệm, gây ảnh hưởng, nhưng họ cũng ý thức rằng thế giới mạng không phải là cái gì đó không thể thiếu đối với mình. Bằng ký ức và kinh nghiệm, thế hệ đã 30 hay 40 tuổi này phần nào đã nhận biết được những giá trị và bài học trong việc chứng kiến sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội hay các nền tảng giải trí. Họ có thể trải nghiệm nó, họ có thể nghiện nó, họ có thể không chống lại nó, nhưng họ biết thứ đang đầu độc thế hệ trẻ không phải là tất cả. Vì thế, họ từ chối phổ biến nó nhưng cũng không ngăn cản người khác trải nghiệm nó, bởi bản thân họ cũng đang ra sức chống lại hoặc đã đầu hàng trước các trải nghiệm tăng cường của những nền tảng. Giờ đây, khi các nền tảng áp dụng AI nghiên cứu hành vi người dùng, đặc biệt là những người dùng thế hệ trẻ, là đối tượng không thể chống lại sự cám dỗ, thì nó đã thành công trong việc biến nhiều người dùng trẻ này thành những con rối chẳng khác gì đám đười ươi liên tục leo trèo và làm trò sâu song sắt để nhận được đồ ăn. Luật chơi của các nền tảng bây giờ là để nhận được phần thưởng là sự quan tâm và mức độ lan tỏa của đám đông trên các nền tảng, thì những người dùng trẻ liên tục phải nghĩ ra nhiều thứ buồn cười và nhảm nhí hết sức có thể. Chưa kể là vô số thời gian lãng phí của tuổi trẻ được dành ra để xem video hay theo dõi tin tức. Và vì họ dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm sự mới lạ, dù điên rồ tới đâu cũng được. Miễn là được giải trí, thì AI sẵn sàng gợi ý những video hay thông tin như vậy đến với họ. Sau đó, sẽ có một số video bùng nổ trở thành hiện tượng
được lan truyền đến hàng trăm người dùng bắt chước điệu nhảy, hành vi hay lời nói đó nhằm thu hút sự chú ý. Rất nhiều người cho rằng những trào lưu trên TikTok, YouTube hay Instagram là sự vô tình đến từ một cá nhân nào đó. Nhưng thực chất thì mọi thứ đã được sắp xếp bằng sức mạnh của một trí tuệ nhân tạo. Cơn nghiện trải nghiệm các nền tảng giải trí có sự tương đồng với cơn nghiện xem phim khiêu dâm. Khi cả hai lĩnh vực này đều tìm mọi cách thức làm mới lạ nội dung, thậm chí là điên rồ vượt qua mọi giới hạn để người dùng sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được cơn khoái lạc. Giống như phim khiêu dâm khi la liệt những nội dung bệnh hoạn như cưỡng hiếp tập thể ở nơi công cộng, hiếp dâm con dâu hay mẹ vợ để gia tăng sự kích thích và hứng thú với người xem, thì những nền tảng sử dụng AI để phân tích người dùng cũng như tăng cường trải nghiệm cũng sẽ làm điều tương tự như thế. Nó bắt bạn phải mặc gì, nói gì, hát gì và nhảy múa như thế nào để nhận được phần thưởng. Hệt như cái cách mà chúng ta đối xử với những loài linh trưởng trong sở thú vậy. Chủ nghĩa tiêu thụ trong thời đại ngày nay lẫn tương lai sẽ không phải là vật chất nữa. Vì định nghĩa về vật chất trong những thập kỷ tiếp có thể sẽ gắn liền với các nền tảng đã được tăng cường trải nghiệm đến mức nó vượt xa cả trải nghiệm thật. Thậm chí là cả cảm xúc trong việc cảm nhận cái đẹp hay ham muốn cũng vậy. Khi những thế hệ trẻ tiếp nối sẽ được trải nghiệm tất cả sự vô hạn mà công nghệ thực tế ảo tăng cường hứa hẹn đem lại, như Metaverse của Facebook chẳng hạn. Tất nhiên, AI sẽ đóng vai trò cốt lõi trong thế giới đó khi nó hiểu con người hơn chính con người và trở thành chúa trời của chúng ta khi chi phối cả tâm lý lẫn hành vi. Một kịch bản đi xa hơn nữa là trong tương lai, con người chúng ta cũng sẽ trở thành những cyborg với chip điện tử cấy vào não, thị lực được gia tăng gấp nhiều lần nhằm tăng cường trải nghiệm và rất nhiều dây nhợ được luồn vào cơ thể chúng ta giúp tiếp nhận năng lượng thông qua điện chứ không cần phải ăn nữa. Tất cả những điều này sẽ đưa đẩy con người tới việc trở thành một cỗ máy đúng nghĩa nhằm việc phục vụ cho những gì mà AI muốn khi nó thấu hiểu và chi phối con người tới từng tận tế bào. Và con người cùng thế giới này sẽ đi về đâu khi trí tuệ nhân tạo sẽ trở nên thông minh hơn? Khách quan mà nói là con người sẽ không thể ngăn cản được bình minh của AI. Khi trong những thập kỷ tới, trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến và xuất hiện nhiều hơn trên mọi khía cạnh cuộc sống. Thứ nhất, điều này trái với quy luật và động lực phát triển của chính con người. Thứ hai, bản thân chúng ta cũng sẽ không để điều đó xảy ra vì những lợi ích mà AI đem lại là rất xứng đáng đánh đổi lấy rủi ro. Tự động hóa đã và đang đem lại nhiều lợi ích, an toàn và chính xác hơn sự vận hành của con người. Máy móc và AI không có những hạn chế và nhược điểm sinh học, không cần ngủ nghỉ hay đòi quyền lợi, mà lại có thể tự cải thiện để trở nên tối ưu và an toàn hơn, chứ không chỉ là đáng sợ hơn. Trên khắp mọi lĩnh vực và trong các ngành công nghiệp gia tăng sử dụng AI để tăng cường sự cạnh tranh. Hiện tại, các khoản đầu tư con người vào AI là quá lớn để có thể rút lại quyết định. Thực tế thì sẽ không bao giờ có khả năng đó khi những gì AI đem lại là rất hứa hẹn và quan trọng hơn là không thể vứt bỏ được. Quan trọng hơn cả là đánh giá của chúng ta về AI hiện tại khả quan hơn, an toàn hơn là sự đe dọa. Ít nhất là trước khi có một AI siêu trí tuệ như Elon Musk và tác giả cuốn siêu trí tuệ là Nick Bostrom lo sợ. Chế tạo AI vốn đã gặp nhiều khó khăn, nhưng chế tạo một siêu AI thì là một thách thức lớn hơn cả việc đưa con người lên không gian hay tạo ra bom hạt nhân. Để tạo ra những AI có trí tuệ phổ quát trong mọi lĩnh vực, chứ không chỉ là trong công nghệ, thì cần một lượng dữ liệu khổng lồ đến từ mọi phía. Việc sở hữu AI có thể tự học để thực hiện các tác vụ mới và tìm ra những tác vụ mới cần thực hiện là một lợi thế lớn với cả một tổ chức hay chính phủ. Nhưng điều này đòi hỏi AI phải có khả năng lý luận, học tập, lập kế hoạch với năng lực vượt trội và bao phủ trong nhiều lĩnh vực. Nó cần một trí tuệ phổ quát được dựa trên Big Data. Khả năng tự động hóa của AI sẽ giúp não tự cải thiện trí tuệ của chính nó nhanh chóng và dẫn tới điều kỳ diệu hoặc tai ương với con người. Đó cũng là lý do tại sao Apple hay Google đang ra sức thâu tóm mọi startup liên quan đến AI, machine learning hay các thiết bị thông minh để tăng tốc trong quá trình phát triển một AI siêu trí tuệ. Hiện tại thì một AI đang tỏ ra có ích, có thể kiểm soát và một chút ngốc nghếch nữa. Nhưng không thể dự đoán được một AI siêu trí tuệ có thể làm gì khi một AI ngoan ngoãn đã có thể thao túng và thay đổi tâm trí lẫn hành vi của chúng ta, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Và cũng chính họ, chứ không phải chúng ta trong tương lai sẽ phải đối mặt với AI siêu trí tuệ nếu thực sự chúng ta đang tạo ra nó trong thời điểm bây giờ. Trong giới hạn của ngu ngốc thì thông minh hơn là an toàn, còn trong địa hạt của trí tuệ thì thông minh hơn là nguy hiểm. Với một, ứng với sự nhìn nhận của chúng ta về AI trong hiện tại, còn với hai thì chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng AI đang trở nên thông minh hơn là một thực tế không cần tương lai mới có thể trả lời cho chúng ta biết. IJ Good,
Nhà toán học từng cộng tác và làm việc với Alan Turing từng nhận xét về một siêu trí tuệ nhân tạo rằng: một cỗ máy có thể vượt qua mọi tư duy hay trí tuệ của một con người hay một nhóm người thông minh nhất. Vì việc thiết kế máy móc là một trong những hoạt động trí tuệ đó, nên một cỗ máy siêu thông minh có thể tự nó thiết kế ra những cỗ máy tốt hơn nữa. Khi đó, sẽ có một sự bùng nổ trí tuệ của máy móc và chúng sẽ bỏ xa trí tuệ của loài người. Vì thế, một siêu trí tuệ đặt trong máy móc có lẽ là phát minh cuối cùng mà con người tạo ra. Và tại sao lại là phát minh cuối cùng? Vì con người đã không cần thiết để sáng tạo ra bất cứ thứ gì nữa khi AI có thể tự nó làm được tất cả. Nhưng cũng có thể điều này sẽ không xảy ra khi các thế hệ tiếp theo bằng một cách nào đó chế ngự được AI và bắt nó phải phục tùng như nó đã từng làm trong quá khứ. Sẽ không có câu trả lời nào cho vấn đề này trong thời điểm này cả. Vì chỉ có những người sống trong tương lai, những người trực tiếp đối diện với AI thông minh mới có thể viết tiếp câu chuyện này. Dù không ít người nắm giữ câu trả lời đó đang bị chính AI điều khiển mà chẳng hề hay biết. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.